làm cơm cháy chà bông tại nhà, nhưng mà đặc biệt lưu ý không được làm với cái nồi đỏ thần thánh này đâu nha. Món này thì đặc biệt ba tên em bé rất là hảo nên mua mấy combo bếp của mẹ để trữ ở nhà. Bên trong thì có sẵn nguyên liệu và cách thức thực hiện cũng làm rất là nhanh luôn, rất là dễ để chúng mình thể hiện mỗi lần mà có anh em đến nhà chơi đó nha. Đầu tiên thì mình cứ khăng khăng dùng cái nồi đỏ này, cho dù nó hơi nhỏ quá nhưng mà cho đến tận lúc bỏ dầu vô xong mà đợi dầu sôi cho cái cơm cháy vô chiên, mình mới nhận ra là không thể nào thành công được nè. Nhiệt độ của nó không đủ cho dù mình đã chỉnh nút thứ hai, cuối cùng mình phải chuyển qua cái chảo khác và khi nó nở banh ta lông như vậy mới đúng đó nha. Ý quên, cái miếng này thì hơi vàng quá, làm lại. Đây, nhớ lưu ý là phải chiên ngập dầu xong rồi đảo đều hai mặt thì nó mới ra được cái màu này rất là đẹp luôn nè. Hành lá thì mình nêm vào trong đây một chút xíu bột nêm, bột ngọt và đường, nếu mà ai không thích hành thì thôi bỏ qua. Dầu nóng lúc nãy mà còn ở trên bếp, lúc mà mình chiên cơm mình chan vào trong đây cho hành lá chín luôn nè. Giờ thì mình sẽ bật bếp hạ thiệt là nhỏ lửa, xong rồi cho vào trong đây là 3 muỗng nước mắm, 3 muỗng đường và 2 muỗng tương ớt. Hãy lăn tăn sôi là có thể bắt xuống được rồi, đừng có để cho nó kẹo quá. Ui, mấy cái loại khô này thì là hấp dẫn trong mắt một con nhỏ men bên trắng bơ. Trở lại, bây giờ mình sẽ phết nước mắm lên nè, sau đó là rải hết tất cả các loại khô lên bên trên. Thêm mỡ hành, quá tao nói trời ơi hấp dẫn ghê luôn á. Để coi nào, chấm điểm đầu tiên, màu sắc bắt mắt duyệt. Rộp, cắn một miếng giòn tan ở trong miệng. Bây giờ không cần phải đi mua nữa, có thể làm ngay tại nhà rồi nha.